một cuộc gọi từ cô con gái đã sẽ đến một trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của tôi luôn luôn là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi với vai trò là người cha là khi nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ con vào giữa đêm loại cuộc gọi mà khiến bạn giật mình tỉnh giấc trong sự hoảng loạn ấy khi thấy tên của họ sáng rực trên màn hình điện thoại di động và tuần trước tôi đã trải qua điều đó trong lần đầu tiên của mình đó thực sự là một trong những đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của tôi rõ ràng là không còn bí mật gì nữa rằng học sinh trung học rất thích đi chơi tôi cũng đã làm điều tương tự nhiều lần khi còn trẻ và chắc chắn tôi đã khiến bố mẹ của mình lo lắng không ngủ được trong nhiều đêm liền và giờ đây tôi đoán là đã đến lúc con gái tôi trả ơn con trai của tôi vừa bắt đầu năm học thứ ba ở trung học và đã có một vài sự cố liên quan đến sự việc tham gia vào các buổi tiệc về nhà xây rượu hoặc là chơi ma túy và nhận được một số lệnh phạt từ cảnh sát. Nhưng mà con trai tôi là một đứa trẻ tốt và may mắn là chưa bao giờ gặp rắc rối nghiêm trọng cả và hy vọng rằng mọi thứ sẽ vẫn lụt như vậy. Tôi đã rất nghiêm túc với con của mình nhưng một phần trong tôi cũng hiểu rằng đây là hành vi khá bình thường của tuổi tin. Con gái tôi năm nay mới là học sinh năm nhất trung học mà thôi và cho đến nay con bé vẫn giữ kìn tương đối sạch sẽ trước những trò tinh nghịch thông thường của học sinh trung học. Tất nhiên, vợ tôi và tôi không bao giờ chấp nhận việc uống rượu cả khi chưa đủ tuổi hoặc tham gia tiệc tùng nhiều. Nhưng mà chúng tôi biết rằng có lẽ nó vẫn sẽ xảy ra thôi. Dù chúng tôi có nói gì thì chẳng nữa. Chúng tôi đã đồng ý từ lâu rằng chúng tôi sẽ luôn cố gắng giáo dục con cái về nguy hiểm và cố gắng định hướng chúng cách xa khỏi lối sống chơi bời đó đi. Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với cả con trai và con gái tôi về điều này và đã đảm bảo rằng tôi không muốn họ tham gia tiệc tùng nhưng mà tôi cũng không thể kiểm soát được toàn bộ cuộc sống của họ được yêu cầu của tôi lặp đi lặp lại với họ đến chán ngấy rằng là nếu họ bao giờ gặp nguy hiểm hoặc trong tình huống không chắc chắn nào đó hãy gọi cho tôi tôi không quan trọng là mấy giờ hay ở đâu tôi sẽ đến đón họ không hỏi han và không giữ thù hận gì cả tốt hơn là như vậy thay vì để họ lên xe với một tài xế say rượu chưa đủ tuổi hoặc điều gì đó chăng vì chúng ta chắc chắn rằng có lẽ đều nghe những câu chuyện kinh hoàng về cuộc đời của một người nào đó bị thay đổi mãi mãi vì một quyết định ngu ngốc của họ. Con trai của tôi á, chưa bao giờ chấp nhận lời đề nghị đó của tôi cả. Và tôi hy vọng rằng điều đó có nghĩa là nó đã có thể tự chịu trách nhiệm cho bản thân của mình rồi. Cho đến khoảng tuần trước, con gái tôi cũng chưa từng làm như vậy, nhưng tôi rất vui khi cô ấy đã làm, ngay cả khi đó đã trở thành một đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của tôi. Điện thoại của tôi bắt đầu reo lên Trên bàn cạnh giường Tỉnh thức tôi dậy từ giấc ngủ sâu Với một lo lắng đột ngột Tôi nghiêng người qua Và tắt âm thanh báo thức phiền phức đi Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại với ánh nhìn sắc lẹo Cái tên Amelia sáng rực lên trên màn hình điện thoại Và ngay lập tức khiến tim tôi chìm xuống Đã qua 2 giờ sáng rồi Và ai cũng biết rằng Không có điều gì tốt lành nào xảy ra vào giờ đó cả Alo Bố, xin lỗi vì gọi muộn như vậy nhé à không 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 sao đâu con ạ à. có chuyện gì vậy con có ổn không? À, vâng con ổn nhưng mà bọn con đang lái xe về nhà thì xe của bạn con bị hỏng rồi bố có thể đến đón chúng con được không vậy? Oh, tìm tôi nhẹ nhõm một chút và tôi cố gắng tập trung lại tôi nói với con bé rằng tất nhiên bố sẽ đến và đón cục vàng của mình chứ và trong vài phút sau đó cô ấy mô tả vị trí của mình trong khi tôi mặc quần áo vào Cô ấy cách xa tầm 30 phút lái xe Và đứng trên lề đường đông thôn Cô ấy không nhắc đến họ làm gì ở đó cả Và vào lúc đó Tôi cũng không nghĩ đến việc họ làm gì cả Tôi lái chiếc xe bán tải ra khỏi khu vực phức hợp Có lẽ khoảng 10 phút sau đó Và nhắn tin cho Amelia rằng Tôi đang trên đường đến May mắn là lúc 2 giờ sáng Đường phố trống trơn Và tôi nhanh chóng đến gặp cô ấy Nhanh hơn khá là nhiều So với thời gian mà chuyến đi thường mắt của tôi Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng bọn trẻ có thể gọi dịch vụ hỗ trợ trên đường đi vì ở cầu được phục vụ thì tốt hơn nhiều sẽ tiết kiệm cho tôi một chuyến đi xa vào đêm như vậy nhưng mà sau tất cả tôi luôn bảo amelia gọi tôi nếu cần giúp đỡ và tôi rất là vui khi cô ấy đã làm như vậy sau khi vào cao tốc tôi cảm thấy điện thoại bắt đầu rung trong túi của mình tôi rút ra và một lần nữa thấy cô gọi từ amelia bố 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 cần đến chưa vậy cô ấy nói đột ngột khi tôi vừa bắt máy một sự lo lắng rõ ràng trong giọng nói của cô ấy à, ừ khoảng 10 phút nữa thôi này mọi thứ ổn chứ cô ấy im lặng ở đầu dây bên kia tôi nghe một trong những người bạn cô ấy nói điều gì đó phía sau nhưng tôi không hiểu được nó nói gì cả bố có người nào đó đang ở đây thì phải này 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 hắn ta ở đó kìa ở dưới cái cột đó một cô gái khác nói từ đầu dây bên kia ý con là gì vậy có ai đang đeo dạy con không Tôi nghe họ thì thầm phía đầu xây bên kia điện thoại Trong khi tôi căng thẳng chờ đợi câu trả lời Bố, bố Có chuyện gì đó không ổn rồi Đoạn cuộc gọi đột ngột bị cắt đi Tôi nhìn vào điện thoại để thấy cuộc gọi đã bị ngắt kết nối rồi Sau khi thử và thất bại một số lần để gọi lại cho cô ấy Cuối cùng tôi từ bỏ vì thiếu sóng Tim tôi đập mạnh trong ngực Và sự tuyệt vọng gia tăng lên Khi tôi đã mạnh hơn vào chân ga Vài phút sau Điện thoại của tôi bắt đầu lại rung lên trong hộc đồ Và một lần nữa đó là Amelia Alo, Amelia Con có ở đó không vậy B -b -b Bố, có chuyện gì đó không ổn rồi Bố gần đến rồi nè Amelia, đợi chút nhé Con có đang an toàn không Đang xảy ra chuyện gì vậy Không có phản ứng nào từ phía bên kia đầu dây cả Đôi khi lúc sống yếu Người ta có thể gọi cho tôi và nói chuyện với tôi Nhưng mà sẽ không nghe tôi nói gì cả Tôi nghĩ rằng đó là điều đang xảy ra Cho đến khi cô ấy nói tiếp bố, bố, Có chuyện gì đó không ổn rồi Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng của tôi Khi tôi nghe thấy điều đó Có điều gì đó trong tình huống này Khiến tôi lo lắng Cái cách mà Amelia nói ấy, Sống hệt như mỗi lần nhau vậy Gần giống như là một bàn ghi âm được phát ra ấy Khu vực mà cô ấy nói họ đang ở Cách khoảng 10 phút từ thị trấn gần nhất Trên đường đi đến một khu rừng hoang Nhiều người đến đó để cắm trại và vân vân Nhưng cùng đường đó lại khá vắng vẻ vào đêm đó hàng cây dài vô tận hai bên đường và mồ hôi lại ướt đẫm trán tôi khi tôi đạp mạnh chân ga cuối cùng khi đưa vòng qua một khúc cua trên đường vài phút sau tôi nhìn thấy một cái gì đó ở phía trước một chiếc subaru outback đơn độc ở phía đối diện đường khi tới gần tôi nhìn vào kỹ hơn nhưng không có ai bên trong cả tôi khá chắc chắn rằng đó là xe của một trong những người bạn của amelia và vì tôi không biết xe nào khác cả Tôi nghĩ đó phải là xe của họ chứ nhỉ Tôi đỗ xe bán tải của mình ở phía sau Và đèn pha chiếu qua cửa sổ sau Nhưng mà tôi lại không thấy ai bên trong cả Hello Amelia Tôi gọi từ cửa sổ của mình Nhưng không có phản ứng Tôi tắt mấy xe lại rồi Lấy khẩu súng Glock 19 ra từ dưới ghế Và kết vào sau túi quần Không khí lạnh bao trùm tôi Khi tôi bước ra đường Một sự yên lặng kỳ lạ bao quanh tôi khi nó nhìn xung quanh môi trường Bánh xe sau bên trái của chiếc Outback cũng bị hỏng hoàn toàn Và tôi nghĩ rằng đó là lý do mà Amelia đã gọi Tôi hy vọng đây chính là vấn đề Nhưng mà việc cô ấy không có ở đây làm tôi lo lắng rất nhiều Amelia Tôi gọi Nghe thấy giọng tôi cắt qua đêm tĩnh lặng Tôi kiểm tra lại điện thoại của mình Nhưng thấy nó hiển thị thông báo đang tìm kiếm Thay vì có sóng như thường lệ Khi nó nhìn vào bên trong chiếc xe thì nó trống rỗng và tôi rùng mình nghĩ về những gì có thể đã xảy ra để khiến họ rời xe không có câu trả lời nào mà tôi cảm thấy tốt đẹp cả tôi gọi cô ấy một vài lần khi tôi tìm kiếm xung quanh khu vực này nhưng không bao giờ nhận được phản hồi nào bên lề đường tôi nhận thấy rằng một thứ gì đó nằm trong lùm cọ hoang khi tôi đến gần tôi nhận ra rằng đó là một chiếc túi sách với một đống đồ vật rơi ra khỏi đó tôi không nghĩ đó là đồ vật của amelia nhưng rõ ràng Đó không phải là một số hiệu tốt Amelia Tôi là hết tên của cô ấy với toàn bộ sức mạnh của tôi Nhưng một lần nữa Không có phản hồi nào cả Có điều gì đó rất không ổn về tình hình hiện tại Cảm giác như là tôi đang bị theo dõi Nhưng có thể Chỉ là sự lo lắng càng ngày càng tăng của tôi mà thôi Chiếc túi bỏ không này rõ ràng cho thấy Người sở hữu nó có lẽ đi vào trong rừng rồi Tôi biết mình phải làm gì Nhưng nỗi sợ tràn ngập trong tôi khi tôi nghĩ đến việc phải một mình đi vào trong rừng đó Mọi bản năng tự bảo vệ trong đầu tôi kêu gào lên ý Yêu cầu tôi rằng không nên vào trong rừng Nhưng mà con gái nhỏ của tôi đang ở trong đó mà Và việc chạy trốn không phải là một lựa chọn Tôi tiến vào rìa rừng và bước vào rừng Ánh sáng duy nhất tôi có là một chiếc đèn lát của điện thoại Và nó không phải là gì to tát cả Ít nhất là tốt hơn nhiều so với việc gọi điện thoại Và chắc chắn tốt hơn là không có gì cả Mỗi bước tôi đi dường như vang lên như sấm vậy khi so sánh với màn đêm yên lặng kỳ quái này. Mỗi chiếc lá khô như một cái lọ thủy tinh vỡ vụn ra khi va và chạm vào và tôi có cái di chuyển một cách yên lặng nhất và hiệu quả nhất có thể. Súng Glock lóc vẫn trong tay phải của tôi và đầu tôi quay quanh run rẩy khi tôi tiếp tục vượt qua. Ở đằng xa, tôi bắt đầu nghe được âm thanh của nước rò rỉ. Không có gì thực sự cho thấy có ai đó đã ở đây nên tôi quyết định rằng đi về phía đó tôi nghĩ có lẽ một trong họ đang chảy máu và đi tìm một nguồn nước để rửa vết thương chăng hoặc cái gì đó chẳng hạn mặc dù đó sẽ là một ý tưởng khá tồi tệ tại thời điểm đó tôi chỉ đang tìm kiếm câu trả lời hoặc bất kỳ dấu hiệu nào tôi có thể tìm thấy mà thôi một phút sau tôi vấp phải một cánh đồng nhỏ và tìm thấy một dòng suối mà tôi nghe trước đó dòng suối nhỏ trải dài theo một con đường uốn lượn hai hướng với cây cối dày phủ kín về lớn bờ bên kia là một dốc nhỏ dẫn sâu vào rừng nhưng một lần nữa không có dấu hiệu nào cho thấy có ai đã ở đó cả tôi bắt đầu hoảng loạn thực sự vào lúc đó rồi mỗi lần tôi phát ra âm thanh kêu gọi đều cảm thấy như đó là một ý tưởng tồi tệ vậy đồng thời tôi phải làm gì đó chứ ý nghĩ của tôi không ngừng chạy về một kẻ giết người hàng loạt điên cuồng hoặc là người buôn người nỗi ám ảnh tồi tệ nhất của mỗi người cha sau vài phút Tôi cuối cùng quyết định rằng quay lại và đi về phía đường Khi tôi rẽ lại, tôi bước gần bờ Và có thể nhìn thấy xung quanh khúc quanh trong dòng suối Phía bên kia có một cái cây nghiêng Tôi nhìn thấy một điều khiến tim tôi gần như nhẹ ra khỏi lồng ngực vậy Có một bóng người đang ngồi ở mé bờ suối Đó là một người phụ nữ trẻ Có mái tóc đen, mặc áo len và quần jean xanh nữa Khi tôi giày ánh sáng về phía cô Tôi nhận ra rằng mình biết cô ấy là ai Natasha Này Natasha phải không Con có nghe thấy chú nói không vậy Con ổn chứ Cô ấy không phản ứng gì cả khi tôi đi đến gần Cô ấy chỉ ngồi co rúm lại tại đó mà thôi Nhìn đến dốc bên kia bờ suối Natasha Chú là bố của Amelia đây Cháu có ổn không Amelia đang ở đâu vậy Một lần nữa Natasha lại không phản ứng gì cả Theo bất kỳ cách nào Khi tôi chưa ánh sáng vào khuôn mặt của cô ấy Tôi chỉ thấy rằng cố nhìn về phía trước một cách không cảm xúc mà thôi Cô ấy thậm chí không nhìn tôi Đôi mắt cô ấy to tròn Đồng từ mở to đến mức không thể thấy màu sắc nào nữa Mặc dù đó là vào ban đêm Nên không phải là điều gì quá kỳ lạ Nhưng một điều lạ là tôi nhận thấy rằng Đồng từ của cô ấy không co lại Khi tôi chiếu sáng vào đó Natasha Tôi đặt tay lên vai của cô ấy Nhưng vẫn không có cảm ứng nào cả Tôi có thể thấy cô ấy đang thở nhưng rõ ràng tâm trí cô dường như đã không ở đây thì phải. cô ấy dường như đã bị tê liệt vậy, như thể cô ấy bị mắc kẹt trong một trạng thái hôn mê sâu ấy. Tôi lắc cô ấy bằng vai, gọi tên cô ấy và thậm chí là vẩy nước từ suối lên mặt cô ấy cơ. nhưng cô ấy đã không phản ứng theo bất kỳ cách nào nữa. điều đó thực sự làm tôi khá lo lắng. nhưng với tính ích kỷ của mình, thì tôi vẫn lo lắng hơn cho con gái tôi, Amelia. tôi đã nghĩ đến việc để cô ấy chờ đợi tại đây và quay lại đón cô ta sau vì rõ ràng là cô ấy không thể đi đâu cả trong thời gian sớm nhất Một ý tưởng ác ý xuất hiện trong đầu tôi rằng có thể đã quá muộn cho amelia mỗi suy nghĩ trong đầu xuất hiện đã khiến tôi gần như bị tê liệt vì sự suy tư kinh hoàng nhưng tôi biết rằng ít nhất cũng có thể cứu và đưa ra một cô gái ra khỏi nơi này tôi ôm natasha và nâng cô ta ra khỏi mặt đất cánh tay cô ấy vẫn đang ôm chặt đôi chân của cô và giữ vị trí đó khi tôi nâng cô lên trên vòng tay của mình Da cô ấy lạnh lẽo khi chạm vào Và với tư thế khép kín của cô ấy Nó gần như tạo cảm giác cô ấy đang bị đóng băng cứng vậy May mắn thay Natasha khá nhỏ con Nên tôi có thể Mang cô ấy trở lại gần con đường mà không tốn nhiều thời gian Một phút hoặc hai phút gì đó Tôi quay trở lại chiếc xe tải của mình Và đặt Natasha vào ghế sau Thái độ hoàn toàn im lặng Và không có bất kỳ phản ứng nào của cô ấy khiến tôi lo lắng Chỉ là chắc chắn mà thôi Tôi đo nhịp tim của cô ấy trên cổ bằng tay và như tôi dự đoán Mặt vẫn đập Cảm giác khá bình thường Sau khi đặt cô vào xe Tôi khóa nó lại Và tiếp tục tìm kiếm Amelia Lúc đó tôi nhận ra rằng Bánh xe sau bên trái của chiếc Âu Bác không chỉ bị xẹp mà thôi Mà hoàn toàn bị rách rồi Nó trông như đã bị xẹp rồi Nhưng họ vẫn tiếp tục lái xe trên đường trong vài dặm Lớp lốp bị rách ra Lộ ra lớp vỏ bạc bên dưới Khi tôi đang kiểm tra nó đột nhiên tôi nghĩ rằng mình đã thấy một cái gì đó dưới gầm xe. khi tôi cúi xuống, một lần nữa tôi bị kinh hoàng. À, Amelia, Amelia, con còn ổn không vậy? Tại đó là cô ấy đang nằm dài dưới xe, giống như Natasha vậy. Con bé không phản ứng gì cả, dù tôi hỏi nó bao nhiêu câu hỏi đi chăng nữa. Tôi có thể thấy lưng con gái mình vẫn đang di chuyển theo nhịp đều lên đều xuống, nên tôi biết rằng cô vẫn còn đang thở đôi mắt cô ấy mở to ra và giống như Natasha, đồng tử của cô ấy cũng mở to. Tôi đã phải kéo cô ấy ra khỏi gầm xe, trong khi cô ấy không phản ứng theo bất kỳ cách nào cả. Cô ấy cũng chưa xuất hiện trong một trạng thái mơ màng như vậy, nhưng may mắn là con tôi vẫn còn sống, chỉ là không hoàn toàn tỉnh táo mà thôi. Tôi chưa bao giờ thấy điều nào giống điều này cả, hoặc bất kỳ ai trước đây. Ngay khi đưa con bé ra khỏi gầm xe, cô ấy đột nhiên co rúm lại và cúi mình vào tư thế nằm trong từ cung của em bé. Điều này làm tôi giật mình và tôi nghĩ rằng điều đó có nghĩa là cô ấy đã trở lại bình thường rồi. Nhưng sau khi hỏi Amelia một lần nữa, tôi vẫn không nhận được một phản ứng nào cả. May mắn là điều đó làm cho việc mang cối trở nên dễ dàng hơn nhiều và tôi cũng đưa cối lên xe tải nữa. Natasha vẫn ngồi đó như trước và cảnh tượng cả hai cô gái cuộn tròn lại và không phản ứng như vậy thực sự làm tôi cảm thấy lạnh toát cả gáy khi được quay lại phía sau xe tải của mình Tôi phát hiện ra một điều vô cùng lo lắng Bánh xe sau bên trái của tôi Đột nhiên bị xẹp Một vài câu nguyền rua trượt ra tự do từ môi tôi Khi được cân nhắc các lựa chọn của mình Thật không may Cái cần cầu ấy lại đang ở dưới ghế Sau nơi mà Amelia và Natasha đang ngồi ấy Tôi quay lại Nhìn về phía đối diện của con đường Và dãy kể đáng sợ kia vẫn không thay đổi gì Có ai đó đang đùa với tôi thì phải Và tôi cầu nguyện rằng đó là tất cả những gì họ đã làm Tuy nhiên Xét đến tình trạng của Amelia và Natasha Điều đó dường như không rất khả thi Khi tôi bắt đầu lấy cành cầu Và dụng cụ hạ từ dưới ghế ra Một cái gì đó đột nhiên làm tôi dựng đứng lên như tượng Tôi không biết phải giải thích như thế nào nữa Nhưng ở mỗi sợi tóc trên cổ tôi Đều đứng dựng lên cùng một lúc ấy Và một làn hơi lạnh ra dài xuống cột sống Đầu gối run lẩy bẩy Và trái tim thật mạnh trong ngực tôi như là một linh cảm tận sâu bên trong tôi đột nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm vậy Nhưng nguy hiểm không đủ mạnh để diễn tả nó Đó là cảm giác tuyệt vọng Làm tê liệt Của một sự định mệnh sắp đến Với những biểu hiện hữu hình ấy Như là một hiện diện của sự u ám Đủ để làm rung chuyển tận sâu trong tận xương Và nó quá khó để hiểu Đến mức ngay cả phản chiến đấu hoặc chạy trốn Cũng không còn là sự lựa chọn nữa Tôi chỉ bị kinh hoàng hoàn toàn như là một bản năng nguyên thủy sâu thẳm bên trong tôi đột nhiên tỉnh lại và đánh thức tất cả chuông báo động cùng một lúc. Tôi đã cực kỳ lo lắng suốt thời gian ở đó khi xem xét tình hình, nhưng không có gì so với cảm giác kinh hoàng đáng sợ đó cả. Tôi nhìn xung quanh khu vực một cách hoảng loạn, nhưng không có gì trông có vẻ như là gây hại tôi được cả. Thậm chí tôi còn chả nhìn thấy gì nữa cơ. Tôi thực sự ước rằng mình có từ ngữ để truyền đạt đúng cảm giác lúc đó, nhưng đồng thời tôi không muốn làm như vậy, vì tôi thực sự hy vọng rằng không ai bao giờ phải trải qua cảm giác đó giống tôi. Bà. Giọng của Amelia đột nhiên gọi, nhưng không phải giống như Amelia thường nói. Nó đến từ phía đối diện của con đường. Tim tôi tìm tôi chìm xuống như một tảng chỉ trong ngực tôi. Khi tôi quay lại đối diện với hàng cây, tôi không thấy gì cả, không nghe gì nữa ngoài giọng nó quen thuộc và âm điệu kỳ lạ đó. Bà, bà ơi, cô chuyện gì đó không ổn rồi tôi không nghĩ rằng trái tim tôi có thể chìm sâu hơn được nữa nhưng khi những từ ngữ đó xâm nhập vào đêm tối như mũi nhọn tôi nghĩ mình đã xài rồi đó lại là giọng của amelia và nó được nói một cách sống hệt như lần cuối cùng tôi nghe thấy trên điện thoại bố ơi có chuyện gì đó không ổn rồi bố ơi có chuyện gì đó không ổn rồi bố ơi có chuyện gì đó không ổn rồi giọng nói đó dường như biến dạng hơn mỗi lần lặp lại cuối cùng đôi chân tôi đã hoạt động trở lại rồi và tôi chịu đủ rồi Tôi chỉ có lại xe tải của mình Tay cực kỳ run lắc Để mà tôi gặp khó khăn để bấm nút khởi động Cuối cùng tôi đã làm được rồi Và chiếc xe tải lại vọt lên như mới Bên ngoài Tôi nghe giọng nó lặp đi lặp lại như vậy Nhưng dường như là vị trí của nó thay đổi mỗi lần ấy Một vài lần đầu tiên Nó lên từ bên trái chúng tôi Ở phía đối diện của con đường Nhưng sau đó nó lại đến từ phía sau tôi Rồi lại phía trước nữa Chỉ cách vài giây thôi mỗi lần lặp lại Những cành cây bên trái tôi bắt đầu gãy Và một cái gì đó nổi lên từ trong khu rừng Đột nhiên Tôi cảm thấy chóng mặt Đầu đau nhức Và như là tôi sắp ngất xỉu tới nơi rồi vậy Tầm nhìn của tôi lúng túng quay cổ xung quanh Và bỗng dưng cảm giác như Là tôi vừa túi một chai rượu Jack Daniel vậy Nhưng không phải là cảm giác say rượu đâu Đó là điều đáng sợ hơn nhiều Giống như là sự sống của tôi đã bị hút ra ngoài từ cơ thể ấy Vật thể kia nổi lên hoàn toàn từ trong khu rừng Vườn cao lên trong bóng tối Như một phần của viễn cảnh tâm trí tôi Tôi không thể bắt đầu mô tả nó được Không chỉ vì tâm trạng của tôi rất mơ hồ Mà còn vì cảm giác mô tả nó cứ sai lầm thế nào ấy Càng nhìn chăm chú vào nó Và nhận ra sự tồn tại của nó Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn Giống như là tâm trí của con người yếu đuối của tôi Không đủ khả năng để hiểu được cái gì mà tôi đang nhìn thấy ấy Tôi thấy những thứ khác trong rừng nữa hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy Nhiều phần của điều này giờ đây cảm giác như là một giấc mơ vậy Đủ điên rồ để ghi lại Nhưng là tôi không biết liệu mình có tin vào chính bản kích sư của mình hay không Nhưng có một cái gì đó ở đó Một cái gì đó thực sự kinh hoàng Tôi cảm nhận được manh vuốt của sự điên cuồng hoàn toàn Cào sức vào những mảnh vụn cuối cùng của tâm trí tôi Thì sự hình diện của nó thôi Cũng đủ để làm đe dọa tôi khỏi thực tại Và cuốn tôi lao xuống trong một trạng thái mơ màng mà tôi sẽ không bao giờ phục hồi được Bằng cách nào đó Tôi đã xoay cần số để vào chế độ tự động lái Và bằng kệ bánh xe bị xẹp Tôi đạp chân ga một cách mạnh mẽ Cảm giác như đang lái xe Với một cái bát cá trên đầu vậy Trong khi bị ngược đảo lại Phản ứng và trí nhớ cơ bắp của tôi Chỉ mơ hồ mà thôi Đến mức không thể tin được Tôi không nghi ngờ gì rằng Tôi đã đi lệch khỏi con đường rồi cả trăm lần Còn tệ hơn cả liên xe lâu hàn Sau một buổi tiệc sinh nhật nữa nhưng may mắn là không có ai xung quanh cả Bánh xe vẫn tiếp tục phát ra tiếng kêu lách cách không ngừng Tạo ra một âm thanh phiền phức Và làm cho chiếc xe tải của tôi điều khiển cho đạo rất tồi tệ Điều này đương nhiên Chỉ làm tăng thêm những khó khăn nói trên mà thôi Nhờ một phép màu của số phận Tôi đã giữ được xe trên đường Trong một khoảng thời gian đủ lâu Cảm giác mơ hồ dường như giảm đi Khi tôi càng đi xa khỏi đó Sau vài phút lái xe Tôi cảm thấy hồn nhiên trở lại trạng thái bình thường Hơi thở nhẹ nhõm tôi thở lúc đó Có lẽ là lớn nhất Và giải thoát nhất trong cuộc đời của tôi nữa Vài phút sau Tôi đẩy chiếc xe tải kêu rít vào bãi đậu xe của bệnh viện Lúc đó Bánh xe đã gần như hoàn toàn bị phá hủy khỏi mâm rồi Và tôi có lẽ đã làm hỏng hộp số nữa Nhưng điều đó không quan trọng với tôi Tôi la vào bên trong bệnh viện Và gặp một số nhân viên ở quầy tiếp tân Bảo họ rằng Tôi đang có hai cô gái cảnh sự giúp đỡ Nhân viên theo tôi ra ngoài và tôi bế lên Amelia Vẫn đang không có phản ứng nào cả từ ghế sau Người bảo vệ thì bế Natasha Và chúng tôi mang họ vào bên trong Các y tá đã hỏi tôi rằng Đã xảy ra chuyện gì rồi Khi chúng tôi đưa họ vào trong giường bệnh Nhưng tôi thậm chí còn không biết nói gì nữa Cuối cùng tôi chỉ nói hầu hết những gì đã xảy ra Và rằng tôi đã tìm thấy họ trong khu rừng Nhân viên nhìn tôi một cách đề phòng Và tôi cảm thấy họ có lẽ cũng không tin tưởng tôi Tôi không trách họ đâu vì tôi đã xuất hiện với hai cô gái chưa đủ tuổi vào giữa đêm và dưới hoàn cảnh rất lạ lùng nữa. Tôi nghi ngờ rằng họ chưa bao giờ thấy ai trong tình trạng như vậy cả. Hai cô gái trông rất giống như đã bị dùng thuốc và mặc dù tôi nói với họ rằng tôi là bố của Amelia, tôi không trách họ vì họ nghi ngờ về tôi. Ngay cả khi cảnh sát đến và bắt đầu hỏi cung tôi, tôi buộc phải giữ bình tĩnh về lợi ích của Amelia. Họ hỏi tôi rằng đã xảy ra chuyện gì và đã kể cho họ nghe hầu hết mọi thứ mà tôi đã viết ở đây ngày hôm nay Nhưng bằng cách trình bày một cách hợp lý nhất mà tôi có thể giải thích được Tôi nói với họ rằng Tôi nghĩ Có ai đó đã bắt cóc họ Và chuốt thuốc vào họ nữa Nhưng tôi không thấy là ai cả Không có cách nào họ tin vào những chi tiết đáng lo sợ hơn của trải nghiệm này đâu Cảnh sát giữ tôi ở đó trong sẵn Không bắt giữ tôi Nhưng cũng không cho phép tôi rời đi Để bên cạnh của Amelia Cuối cùng Tôi gọi vợ tôi Và quay đến bệnh viện một lúc sau đó sau đó nữa Tôi lại phải giải thích mọi thứ lần thứ ba cho cô ấy Và cô đã xác minh những gì tôi nói Cảnh sát cuối cùng đã gọi đến trạm điều khiển Và yêu cầu các sĩ quan đi và điều tra hiện trường Nơi tôi đã tìm thấy Amelia và Natasha Vợ tôi biết rằng cái điều gì đó không ổn với tôi Cô thấy tôi bị sao nhãn sau những trải nghiệm đó Cô cố gắng ăn đồ tôi Khi chúng tôi ở một mình Nhưng tôi nói với cô ấy rằng Tôi sẽ kể cho cô nghe mọi thứ sau Một trong những y tá đến sau một lúc và thông báo rằng cả hai cô gái đã được tiêm thuốc an thần rồi và đang ngủ yên tôi hỏi họ rằng có phát hiện gì sai với họ không nhưng bác sĩ nói rằng mọi thứ đều bình thường theo những gì họ có thể nhìn thấy vợ tôi đã quay lại để gặp hai đứa trẻ nhưng cảnh sát lại không muốn tôi đi cùng họ vì họ còn nghi ngờ tôi điều đó thực sự khá khó chịu nhưng tôi đang cố gắng hiểu và thông cảm cho quan điểm của họ thà họ nghi ngờ tôi đi còn hơn là lờ đi việc các cô gái trẻ bị ai đó xâm hại trong một hoàn cảnh bí ẩn như vậy. đó là một lựa chọn tốt hơn nhiều so với việc họ không quan tâm. khi đó tôi cảm thấy khá mệt mỏi và cuối cùng đã ngủ trên một chiếc ghế dài ở sàn không lâu sau đó. tôi đã trải qua những cơn ác mộng khủng khiếp, nhưng hiện tại tôi không thể nhớ được gì cả những chi tiết về chúng nữa. sau đó vợ tôi đánh thức tôi khi mở mắt ra tôi thấy mặt trời đã mọc rồi và nhiều người khác đang đi lại trong sảnh. Cuối cùng, tôi được phép gặp Amelia và khá là may mắn là cô ấy dường như đã tỉnh táo hoàn toàn và trở lại trạng thái bình thường rồi. Tình hình tương tự cũng xảy ra với Natasha, cha mẹ cô ấy cũng đã đến để gặp cô ấy. May mắn thay, cả hai cô gái được phép về nhà sau vài giờ với sức khỏe hoàn toàn ổn. Trong những ngày tiếp theo, có thêm vài thông tin về vụ án được thêm vào nữa. Nhưng không may rằng Hầu hết chúng chỉ làm cho mọi thứ trở nên khó hiểu hơn mà thôi Amelia và Natasha Đều âm tính với các loại chất thông thường như rút phai Được sử dụng để làm mất khả năng của nạn nhân Họ cũng kiểm tra ma túy cho tôi nữa Nhưng như dự kiến Kết quả cũng âm tính Luôn có khả năng là họ Và có thể thậm chí Tôi đã bị dùng ma túy với một chất lạ không thường được kiểm tra Nhưng cho đến nay Không có bằng chứng rõ ràng về điều đó Sáng hôm sau Cảnh sát đi kiểm tra khu vực nơi tôi tìm thấy các cô gái Xe của Natasha vẫn còn đó Với tình trạng gần như là giống như khi tôi tìm thấy nó Họ đã tìm kiếm ra khu rừng xung quanh Nhưng không tìm thấy nhiều thông tin quan trọng nào cả Hiện tại tôi đã được xác định rằng Không có hành vi xảy ra trong vụ án này Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đã được giải quyết Cảnh sát thẩm vấn tôi Một cách chi tiết về đêm đó Và tôi đã cố gắng giúp họ bằng mọi cách có thể Thậm chí tôi còn nói với họ rằng Tôi nghĩ Tôi thấy ai đó đang tiến lại gần xe Khi tôi chạy trốn ấy Nhưng không nói thêm bất cứ điều gì khác ngoài điều đó cả Nếu bạn đọc hết câu chuyện này rồi Bạn cũng sẽ nghĩ đến một giả thuyết giống như tôi Và đến với một kết luận tương tự Nhưng khó tin hơn nhiều Vào đêm đó Có điều gì đó thực sự không bình thường Và mặc dù tôi khá giàu dự Khi sử dụng từ siêu nhiên Nhưng tôi thực sự gặp khó khăn Khi tìm một từ khác phù hợp hơn Amelia không nhớ gì cả Về những gì đã xảy ra với cô ấy cô ấy nói rằng điều cuối cùng cô nhớ là Natasha đã kéo xe qua lề đường sau khi lốp xe bị hỏng. Cô không nhớ là mình đã bò xuống dưới gầm xe hoặc tôi đã ôm cô ấy đến xe tải lúc nào cả. Điều cô ấy nhớ rõ nhất chính là tình sẽ ở bệnh viện mà thôi và tường thuật của Natasha cũng tương tự như vậy. Mấy ngày gần đây tôi đã gặp những cơn ác mộng kinh hoàng. Không có điều gì cụ thể mà tôi có thể nhớ cả. Chỉ là những hình ảnh méo mó về những sinh vật và con người kinh dị nữa cùng với bạo lực và đau đớn khiến tôi giật mình tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh. Amelia nữa cũng đã gặp những cơn ác mộng tương tự như vậy. Và tôi nghi ngờ, mặc dù không chắc chắn rằng Natasha có phải cũng đã trở có điều tương tự hay không. Nói thật, một số điều mà Amelia nói với tôi gần đây thực sự khiến tôi lo lắng. Cô ấy nói rằng cô ấy thấy những điều mà cô ấy biết nó không có thật và nghe những giọng nói mà cô biết nó không tồn tại. Dựa vào những điều mà cô ấy đề cập Tôi bắt đầu lo lắng rằng cô có thể mắc chứng tâm thần phân liệt Trước đêm đó Cô ấy chưa bao giờ gặp vấn đề này cả Và tôi rất hy vọng rằng Cô ấy chỉ là suy nghĩ quá nhiều mà thôi Tôi không lời giải thích tốt nào cả Cho những gì xảy ra đêm đó Và tất cả những nghiên cứu tôi đã thực hiện Không giúp ích gì cả Hiện tại tôi hy vọng rằng Tôi có thể bỏ qua sự kiện này Và tiếp tục sống cuộc sống của mình Nhưng tôi có cảm giác khủng khiếp rằng Điều đó sẽ không dễ dàng như vậy đâu nếu có ai có bất kỳ lý thuyết nào về những gì đang xảy ra vào đêm đó Xin hãy chia sẻ nhé Tôi sẵn lòng nghe Và xem xét mọi thứ có thể Một điều tôi chắc chắn rằng Là cái gì tôi đã thấy vào đêm đó vẫn còn ở đó Và suy nghĩ đã khiến tôi sợ hãi Sợ hơn bất cứ điều gì khác nữa